Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong video buổi chiều ngày thứ bảy, ngày 8 tháng 10 năm 2022. Bây giờ là 13 giờ. Và để bắt đầu video trong buổi chiều ngày hôm nay, Tường Vũ Channel xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Xin chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn có những ngày cuối tuần thật vui vẻ, đầm ấm bên gia đình. Thời tiết tại Sài Gòn ngay lúc này đây trời đang mưa và mình đang có mặt ở trên đại lộ Lê Lợi, hướng từ bên chỗ ngã tư đại lộ Lê Lợi Pasteur về công trường Quách Thị Trang. Trong buổi chiều mưa ngày hôm nay, Tường Vũ Channel kính mời tất cả cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi cập nhật tình hình tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, đặc biệt là cập nhật tiến độ mới nhất tại công trường Quách Thị Trang. Chắc chắn thì việc mà tái lập bùng binh Quách Thị Trang trong năm nay sẽ không có làm. Và đâu đó thì nghe nói là sẽ làm một cái quảng trường ở tại phía trước cổng chợ Bến Thành, ở tại công trường Quách Thị Trang. Những ngày cuối tuần mà thời tiết Sài Gòn mưa như vậy thì chắc chắn không có thuận lợi chút nào với mọi người đi vui chơi, cũng như là các trung tâm thương mại buôn bán sẽ gặp khó khăn hơn, lượng khách sẽ giảm xuống đáng kể các bạn, do ảnh hưởng của thời tiết. Bây giờ cũng không biết làm sao để mình đi quay được đây. Đang đứng phía bên trong cái mái che của cái nhà trên đường Lê Lợi các bạn. Phố xá trung tâm Sài Gòn ngày cuối tuần lúc nào cũng vậy, xe cộ tấp nập. Các bạn thấy phía bên ngoài không? Xe hơi nè, xe hơi đang đi ở trên đại lộ Lê Lợi. Wow, các xe taxi công nghệ kéo còi dữ quá. Nghe nói bên nước ngoài thì người ta không có bóp còi to như ở Việt Nam. Tại mình cũng chưa đi nước ngoài nên cũng không biết cái điều đó, nhưng mà nghe các anh chị cũng như là một số du khách nước ngoài người ta nói vậy các bạn. Ở bên nước ngoài người ta không có bóp còi đâu, mà sau khi về Việt Nam nghe tiếng còi liên tục. Nhưng mà cũng phải hiểu rằng là với cái mật độ lưu thông ở tại Sài Gòn, xe cộ rất đông và người ta đi cũng chưa phải ai cũng chấp hành đúng luật lệ giao thông. Cho nên nếu mà không bấm còi thì thật khó để mà đi các bạn. Chúng ta ở đâu thì phải quen đó thôi. Hiện tại mình đang có mặt ở trên đại lộ Lê Lợi các bạn. Trời mưa. Phía trước màn hình của chúng ta là ngã tư đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. À, phía bên tay trái là trung tâm thương mại Takashimaya Sài Gòn Center. Ngày cuối tuần thì chắc chắn các trung tâm thương mại đều rất là đông luôn. Đặc biệt trời mưa thì nhu cầu di chuyển bằng xe hơi cao hơn. Các bạn thấy xe không? Quá trời xe nè. Tường Vũ Channel cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian ủng hộ cũng như đồng hành với kênh YouTube Tường Vũ Channel. Kính chúc tất cả quý vị được nhiều sức khỏe, niềm vui và luôn thành công. Ngày hôm nay chúng ta nhìn xung quanh thấy những căn nhà ở trên mặt tiền đại lộ Lê Lợi cũng đã có kinh doanh nhiều rồi các bạn. Thấy kinh doanh rất nhiều rồi. Đây là trạm xe buýt nè. Trạm xe buýt ngày hôm nay nhìn đẹp quá các bạn ha. Nhưng mà chưa có thông tin về các cái chuyến đi. Mà thấy không?
Trạm xe buýt này đã làm xong nhưng mà cũng chưa có cái lộ trình các bạn. Chưa có cái lộ trình di chuyển. Ghế làm bằng gỗ nè. Ở đây người ta đã có lắp những cái tấm kính nhựa gì bên trong để dán những cái bảng quảng cáo gì đây các bạn ha. Ghế đầy đủ luôn nè. Gần như là hoàn chỉnh 100% rồi các bạn. Giờ chỉ còn kéo bảng điện tử rồi các cái thông số rồi các cái lộ trình di chuyển thôi. Các căn nhà ở đây người ta đã bắt đầu sang sửa, mua sắm, mua các căn nhà người ta bắt đầu sang sửa rồi buôn bán cho thuê nhiều rồi các bạn. Bây giờ chúng ta tiếp tục di chuyển trên đại lộ Lê Lợi hướng về bên công trường Quách Thị Trang nha cô chú anh chị và các bạn. Trời vẫn đang còn mưa và cứ hết mưa rồi lại mưa các bạn. We'll be right back.
Hiện tại chúng ta đang ở phía bên đường Trần Hưng Đạo, cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta đi cập nhật một số hình ảnh mới trong buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ là 1 giờ rồi, trời Sài Gòn đang mưa từ sáng tới giờ các bạn. Ở đây là đại lộ Hàm Nghi. Thời tiết tại Sài Gòn từ sáng cho tới đầu giờ chiều ngày hôm nay mưa rồi tạnh mưa rồi tạnh mưa, và bây giờ chưa tới giờ làm việc cho nên công nhân vẫn đang trong quá trình nghỉ các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục cập nhật hình ảnh mới của tiến độ hoàn thành công trường Quách Thị Trang. Bộ binh chợ Bến Thành thì chắc chắn là sẽ không tái lập trong năm nay rồi. Nghe nói đâu đó sẽ là một cái quảng trường đẹp ở phía trước cổng chính của chợ Bến Thành. Và chúng ta hãy chờ đợi từ đây cho đến cuối năm nay xem thử quảng trường mà nhiều người trông đợi sẽ như thế nào. Phía bên tay phải màn hình của chúng ta là công ty vận tải đường sắt Sài Gòn. Đại lộ Hàm Nghi các bạn. Thời tiết vẫn còn mưa lay bay lất phất các bạn ha. Và công việc mà đang san lấp mặt bằng ở đây đang trong quá trình để mà trải thảm nhựa đường nè. Thank you.
Và có lẽ những hình ảnh vừa rồi cũng đã tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.